mọi người chấm râm ạ. Sao mới qua đây mà rơi rớt lại hết nữa rồi nè. Râm cũ là sao? Hello anh Tiến Tàu. Hello mọi người. Hello xin nhân đại lắm. Ừ thì ngồi đây luôn, tại vì lười di chuyển quá, kiểu ngồi đây cũng được. Tí Hải hả? Anh Tiến Tàu. Chứ sao giờ? Ai mà biết đầu cái chữ đó đâu. Hello mọi người trong râm nha. Ừ rồi, Dũng Danh Tò. Sao mấy người bị rơi rớt rồi ta? Nãy nhớ đông hơn mà. Hello Honey, hello Dư. Hello anh Tập. Ok. Vui lắm mọi người. Thôi nay xấu lắm, không chụp hình á. Hết mặt trời của em nha. Những người nào cũng dễ thương. Không. Nói vậy thôi. Hôm nay đêm này không xinh lắm. Hôm nay phải xinh xuất sắc rồi mới chụp hình cơ. Ủa vậy hả? Tại hồi nãy ông mới yêu cầu bài này mà, xong tôi mới nhớ ra. Có bao giờ xin ok phải. Sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tênh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được là ở bên ai. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng lo nhé, có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, ngày thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giang tay che mất anh xa vời. Đi rồi mùa đen, giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, may quá nghe đôi lời có phần mà ông đi hát. Không em không người, mây và gió đang thay lời anh nhớ em, nhớ luôn tiếng cười em lúc rơi màn mây nơi xa chân trời, hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm in love with you. I love you. I love you. Em đâu hay nếu mai này mây trời giăng tay che mắt anh xa vời.
mùa đến rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mà trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là vì sao cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, tại nào em đi cũng vắng tên. Thì ra đây xin hãy cho nhanh đêm được là ở bên anh. Mặt trời ở đâu cũng sáng như thế, không có anh, anh sang ấy không tới nơi em. Fly away, just you. Trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh như rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đợt nào em đi cũng vắng tay. Thời gian đây xin hãy trôi nhanh đêm được lại ở bên anh. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be. Kéo thành thất bại gì? Ánh nắng của anh, ok. Hello Kai. Kai đi học trễ một tiếng luôn nha. Vắng gì? Vắng kiểu gì vậy? Rồi sao? Chụp hình á, chụp hình nhìn hàng tôi á. Tôi biết ý đồ rồi, cho nên là phải lanh lẹ chứ không thôi là bị me đúng lúc. Đâu có bỏ của tôi đâu. Đi Vinason để hết bắn tanh à. Đọc lố, cái đó thì người không hiểu. Ánh nắng của anh. Hello anh Bo. Đúng rồi. Nhân mã nhưng mà không có hiểu Hùng đâu. Không đợi, đừng mong đợi gì ở nhân mã nữa mà. Bởi vậy hiền gì giờ còn ế. Đâu có, chỉ có cái áo khoác thôi. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chưa một ai đó đến bên em lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm lại đến bên em cho vơi điều phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao. Love.
đúng rồi. Hello Như Trần. Không, bò cạp với nhân hoạt không hợp đó. Bò cạp nhâm hiểm lắm. Sợ bò cạp lắm. Ủa, bao công nhân mã hả? Ông bao công nhân mã hả? Hello chi. Đợi chị xíu, để dưỡng giọng đã. Cô giáo công gì hả? Em công nhân mã. Hello chi. Ờ, chúc xô. Hôm nay là đỡ tối rồi đó, bình thường xong 10 giờ tới 11 giờ nữa kìa. Tại hồi nãy bên phòng 88 anh Ti đang bẩn gì á. Xong rồi cái hồi nãy chút show 8 giờ, cái 9 giờ ngồi đây luôn chứ lười chạy qua á. Ủa nay chi sơ ở nhà hả? Chi sơ ở nhà rồi hả? Nhân mã hợp cung gì hả? Nhân mã hợp cung sư tử và cung bảo bình. Ai bỏ cung gì? Hợp cự giải không? Không hợp cự giải đâu. Cự giải mít ướt lắm. Phải không ta? Lùi thiệt mà. Tại nãy lỡ ngồi đây luôn. À về hết. Tưởng nó... Ố tưởng là chi sơ ở nhà. Mạng gì hả? Chúc mạng hỏa. Ủa nhưng mà cùng tuổi là mạng hỏa hết mà. Cự giải hả? Cự giải mít ướt. Hai con cự giải nguyên nhau được không? Bảo bình hợp nhân mã. Gì bộ hồn nước không? Sao hợp hả? Không, bảo bình nhưng mà trừ ông Hùng ra. Song ngư á, song ngư không hợp. Nhân mã chỉ hợp với lại Bạch Dương, sư tử với lại bảo bình thôi. Mình cự giải, ố nhiều cự giải vậy. Ở trong này nhiều cự giải quá chết rồi, lỡ đụng chạm hơi nhiều người. Nhưng mà cự giải mít ướt thiệt mà. Không biết nhớ đúng không là cự giải hay là song ngư ta. Cái nào á mà mít ướt lắm. Anh có khóc nhẹ đâu. À đúng rồi, yêu đương thì hợp bảo bình. Còn bình thường chơi bạn bè thì hợp với lại sư tử. Ai nói xấu cự giải đấy? Ê sao rung gì mà toàn cự giải không vậy? Không mà nghe đồ cự giải đẹp trai lắm nha. Chúc nhân mã nè. Thế tự nhiên cái rung gì mà toàn cung cự giải vậy nè. Chúc đẹp trai. Ok chi, bye bye. Cái gì đẹp nhất đều thuộc nhân mã với ma kết thôi. Em là ma kết hả? Em là ma kết đúng không? Nghe cái giọng này là thấy ma kết rồi. Kim ngưu hợp với cung gì? Kim ngưu hả? Kim ngưu không biết hợp với cung gì, để lên Google search cái coi.
Kim Ngưu là không biết hợp với cung gì, nhưng mà theo theo trí nhớ một chút là Kim Ngưu là cái cung mà kiểu chi ly tính toán và kiểu keo kiệt á. Đợi chị Vũ giọng xíu đã. Cái em bao này cựu giải hợp cung gì vậy cô? Em không biết, để em sờ cho. Cô giáo phong thủy Hùng Bảo Bình thì sao? Thì cái Hùng hợp với nhân mã mà. Cái ông Hùng này chịu Hùng đi. Chào Phong, để coi cựu giải đúng không? Cựu giải hợp cung nào ta? Hồi hợp với bay. Ôi cái gì mà ghê gì mà dài thòn vậy nè. Trời đất, cái này ghê nhiều quá. Cái này mà ngắn gọn thôi, cái này ghi dài dòng quá mà đọc cho kịp. Em khổ quá mà. Em mắc gì khổ, em được hợp với nhân mã rồi mà em còn khổ cái gì. Đây, Bảo Bình sống tình cảm lắm. Không, không biết là sống tình cảm không, nhưng mà cung Bảo Bình là kiểu cái cung mà nó hay khác người á. Nó kiểu điên điên á. Nè, làm chi kỹ nha. Là song tử hợp với cự giải. À, nhưng mẹ cũng hợp với cự giải, nhưng mà làm đồng nghiệp thôi. Còn bạn bè thì Kim Ngưu và cự giải. Thích người điên. Ồ, chú đâu có thích Bảo Bình đâu. Cựu giải hợp với sư tử với nhân mã. Đâu có hợp với sư tử là. Đồng nghiệp thôi anh Boy ạ. Thiệt mà. Này, nhân mã với cựu giải là làm đồng nghiệp hợp thôi. Để coi làm trong tình yêu nè, là hợp nhất là song ngư và cự giải. Song ngư hồi nãy ai làm song ngư vậy? Thần hợp nhì là thần nông. Thần nông là bò cạp đúng không ta? Mặc kệ mọi thứ. Mặc kệ mọi thứ. Cái gì đâu mà tổn thương, chút có thích Bảo Bình này cũng không. Không Hùng, không phải là Hùng. Cự giải hợp mọi cung á. Sao trước giờ chút ít gặp cự giải lắm, mà tự nhiên hôm nay nói một câu, nói xấu, nói mít ướt một cái là nguyên một room toàn cự giải không vậy nè. Xui quá. Hello Đạt. Không liên quan, nhưng mà là cung đáng yêu nhất. Cung đáng yêu nhất trong 12 cung. Là mua đồ đồng nghiệp với chút. Ừ, chắc là mua đồ. Ơi. Đây. Thiên Bình hả? Thiên Bình là tháng 10 đúng không? Thì
mình là kiểu sao ta, không biết hợp với cung nào, nhưng mà thiên bình là quên mất rồi. Chẳng thấy cô trả lời hả? Để xíu cô search coi, để xíu hát hết bài này rồi search coi. Nếu trời đã cho mình có nhau thì sao phải gieo u sầu, những nơi mình qua khi từng vết dấu. Anh ơi nỡ quên thật sao, có người nói yêu bằng trái tim, tình yêu sẽ chiếc hôn nào thật sâu, tựa như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta còn thuộc về nhau. Bỏ cái mic ra sao hả? Không cưới ai ạ? À? Thở được. Xa mà những nơi mình đã qua, đừng in dấu chân đôi ta. Để anh bình yên và đêm quên, nhưng anh ơi làm sao em đầu. Tình là những mũi dao thật sắc chạm vào tim sát nhau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta còn thuộc về nhau. Mai chút đi tìm mấy đồ cựu giả. Sao bỏ nhân mã vậy? Lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tựa những miền tình ta. Tình ta mãi đây, thật lòng muốn hỏi người một câu, ta còn thuộc về nhau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ngoài á cấm gian rồi cung điện, ông đang sỉ nhục gì tôi đó. Gặp là cười sao mà cưới tôi hả? Ông gặp tôi ông cười hả? Ủa sao cười vậy? Tôi làm gì đâu mà cười. Thôi bà đó người nào cũng hát rồi, lâu lâu hát nó mới hay, hát hoài nó chán lắm, nham nhở mắc cười láo. Láo thiệt, quá đáng.
Đừng hỏi em là bài gì, không biết, không biết bài đó. Cầm bài nào anh? Người đã hứa bên nhau cơ mà. Chiều hôm ấy, hôm nay cũng chán rồi. Hát hồi sẽ tìm mấy bài cũ nha. Hôm nay giọng hát được mấy bài cao nè, để kiếm bài cao hát. Mọi người có muốn nghe bài gì không? Hello anh chân gà. Thiên bình hợp với cung gì á? Để cô kiếm coi. Thiên bình. Thiên bình hợp cung gì ta? Hello Khang, ông là thiên bình hả? Không, tất nhiên là không hợp với nhân mã rồi. Đâu? Đợi 5 giây nha, mạng hơi chậm. Tới khúc chat yêu cầu bài hát là đi kiếm cung. Đâu? Sao tất cả hả? Bài đó hôm nay mới hát rồi. Cuốn yêu ghép tên yêu đuối. Bài yêu đuối á, The Day You Went Away. Ừ. Được. Tìm nhân mã chờ chút. Chả thô hả? Lệ thiên bình làm bạn bè hợp với nhân mã là nha. Được đúng rồi, hợp với nhân mã đó. Thiên bình hợp với nhân mã nhưng mà làm bạn thôi. Còn về tri kỷ là bảo bình, đồng nghiệp là thần nông nha. Còn trong tình yêu là thiên bình hợp với song tử, bảo bình, sư tử. Đó. Vậy là chỉ làm bạn bè với nhân mã thôi nha. Ngày buồn nhất. Ý, sao cái này đơ đơ vậy ta? Đồng nghiệp John. Đồng nghiệp John với tất cả các cung. Sao cái này đơ đơ vậy? Không ăn chuột gì cả. Em có hỏi với cô, có làm đồng nghiệp John thôi em. Cho em gần anh thêm chút nữa. Bài này cũng được xếp nhiều. Nhiều bài quá, biết hết bài nào trước bây giờ. Xú xì, coi thử bài nào trước. À rồi, ngày buồn nhất. Hát bài này cho anh Bo để cảm ơn ly trà sữa nha. Rồi tiếp theo là tới bài nào? Em thích tình yêu hả? Không, tình yêu là em chỉ hợp với em chỉ hợp với gì đó hồi nãy mới vào cung nào quên rồi. Song tử thì bạn. Mới cắt máy nè, hôm nay xong ai nhận ra hết vậy? Nên ta trên con đường dài, ký ức hôm qua mệt mỏi, nước mắt em rơi rơi trong cơn mưa lúc anh ra đi trong một chiều từ dỗ biết xa nhau thế rồi. Vẫn muốn ôm anh một lần, hãy nói câu anh yêu em dù là gian dối. Khi nói miệng không thành lời, khẽ thấy con tim bồi hồi, muốn trách anh sao vô tâm nhưng không thể hay mùi dù chỉ là một câu để chính em đã hiểu rằng chỉ có riêng em ngộ nhận những phút giây em bên anh giờ này hoàn toàn xa tay với ngày ngày tháng tháng như là trong mơ từng dòng tiếng tìm về bên em ánh mắt dịu dàng cử chỉ nhẹ nhàng đã khiến cho em thật lòng làm sao quên vì người bên em như làn mây trôi một ngày gió đen sẽ cùng bay đi phút cuối ngậm ngùi bóng tối riêng em mà thôi. Thôi ông Hùng đừng có xạo, ông kiếm nhân mã nói chuyện thì có. Hôm qua mệt mỏi, nước mắt em rơi rơi trong cơn mưa lúc anh ra đi trong buổi chiều.
Dùng điện thoại không thấy hả? Chắc là nó bị lát rồi. Chúc cũng không biết nữa, chắc nó bị lát rồi. À, mà thích bài này hả? Bài này hồi xưa em cũng thích lắm á, mà kiểu dạo này lâu rồi không nghe. Chắc bị lát á. Bạn ao ra xong vào lại thử xem. Chúc cũng không rành nữa. Chắc điện thoại nó hay bị lỗi, hay app nó hay bị lag lắm. Ai mặc Giang? Rồi. Ủa chú Át hả? Kêu về comment chưa? Mau nước mắt, em không biết bài mau nước mắt. Chào mọi người. À quên, chào em. Nghe thử xem á. Đợi xíu hát bài The Day You Went Away cho Hồng. Bài này của ai? Của Bảo Thi. Bài này hình như em chưa nghe luôn á. Bài này hay hát mấy bài mít ướt quá ha, toàn là nước mắt đồ gì không à. Đó, bởi vậy em nói anh Ba cự giải mít ướt mà anh Ba không chịu, toàn nghe mấy bài nước mắt không. Thế dạ, sẽ ăn 10 phút. Ăn 10 phút là hát bài The Day You Went Away cho bây giờ. Tình lặng để nhìn mọi thứ bớt đi màu biết thôi mà. 10 phút vô là hết giờ rồi nha, sắp hết giờ rồi đó. Để che lấp đi những nghĩ suy cơ mong vàng thành tiếng khóc này ở Đà Lạt nè. Em mở quyển sách dõi theo câu chuyện buồn tạm rời xa đi nỗi đau dằn xé mình. Em nghĩ rằng mình còn vui hơn câu chuyện đó, mà sao nước mắt vẫn cứ rơi hoài xuống đây. Dặn lòng quên đi đêm xưa anh vẫn rất gần, vẫn là câu chuyện dõi. Bài này em có nghe rồi. Khi em rơi nước mắt cũng không được hả? Bình thường ở trên này chúc không có đọc chat được đâu. Ê, hello Võ Đan. Đi học thật dễ. Chỉ còn 20 phút thôi. Vậy hả? Nhưng mà bình thường em cũng không biết xem cái chỗ chat ở đâu hết trơn. Nãy giờ ông cầm bẫy đi đâu đó à, nhạc chị điếc quá à. Ông Hùng đó rồi. Thôi
thôi đợi ổng vào rồi hát bài kia chứ không ổng lại hờ. Dạ hát trước bài khác mọi người. Hồi nãy yêu cầu bài gì chút quên rồi. Em chọn cho em những gì đẹp nhất giữ lại. Nếu lỡ mai sau Trúc yêu gạo á. Anh có miễn hồi nãy nhớ nhiều bài lắm mà ta. Có thể nào đừng vờ như không thấy em. Ok. Biết mình yêu đôi, thế nên em lại mong lung. Nhẹ nhàng xa anh, chẳng để níu kéo môi mềm. Em chỉ để dành nước mắt không đúng buồn. Ủa sao em thấy câu đó không buồn ta? Chỉ sợ có lúc yêu đuối làm phiền đến anh. Sao em không thấy câu đó buồn vậy á? Khi ổng hôm ra ổng hờn. Phá vỡ không gian deep. Không cho deep nữa. When the day I hear your voice, I have so special feeling. Let me always stay. I don't wanna forget you. I remember every day. You are always on my mind. Even though I just can't think about you. In the day in the future, this love will be coming true. I'll never dream of it, that I will love you forever. I don't care how far it is, I will let bài gì nói lại đi. Nói lại coi. Cho tổ ác quên hợp chứ. Tối còn lại đi. Ủa vào rồi hả? Tôi tưởng ông chưa vô.
như cái chữ lay boy đó nó sai rồi. Ông này chùm ghi sai, hôm qua thì con vịt, hôm nay thì lay boy kỳ vậy ba. Buồn hùng leo leo. Siêu deep luôn mà đang deep mà hỏi ba vào bao nhiêu, thật là vô duyên. Không xuống làm gì, ai chơi với ông? Hơi bị có tâm luôn á. Còn 50 phút nữa để coi có bài nào hay hay. Hôm nay tôi hát hay nè. Tôi phải kiếm bài nào hay hát mới được. Đòi hỏi hoài à? Đúng rồi á. Tuần sinh nhật cuối tuần tôi đi chơi rồi. Thì sao? Thích cô đeo kính không? Để bữa sau đeo, lâu lâu cô mới đeo à. Bình thường cô đeo nè.
Em cánh không có hợp. Yêu nè. Yêu cảm nè. Cảm ơn cô. Yêu nè. Cuối cùng cũng kiếm ra được chỗ tặng quà. Cảm ơn xem cô nha. Sao anh ba? Chắc... Ê, em quên, chết rồi. Em xin lỗi anh ba, em quên mất. Không nhắc. À, chưa update. Hèn gì. Em quên, chết rồi, có lỗi, cảm thấy có lỗi quá. Mắc lắm hả? Vẽ bao nhiêu? Em sợ tới lúc em bận em không đi được quá. Nhạc ballad. Tôi nói rồi, ông muốn nghe nhạc ballad thì ông đi ra mấy cái quán cà phê á. Nhạc bao deep luôn. Không. Quê trẻ quá. Quay quán mai có kì hùng. Ôm tôi chị cũng biết hết dạ. Thôi để hát một bài deep mới được. Chết rồi nên đi không ta? Để em về em coi thử nha. Em sợ không biết được. Hu hu. Phải làm sao đây? Ánh nắng của anh nãy hát rồi. Âm thầm bên em đi. Đúng rồi, bà đã lâu rồi không hát nè. À, bị em vào trễ à, lỗi của em rồi. Bài tủ của em à, tự nhiên bài này nhớ ông Mêu hết ta. Sao vậy ta? Liên quan gì tới ông? Bên anh em thấy điều gì? Nước mắt rơi gần kề làn mi, chẳng còn những giây phút, chẳng còn những an tình. Gió mang em rời xa nơi đây. Khi xa em anh nhớ về ai? Khi xa em anh nhớ một người chắc. Yêu thương vô tan bóng xa.
bông hoa chờ mong nhớ thương. Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào. Vẫn yêu người và vẫn mong anh về đây. Giọt nước mắt coi mấy cách em ghét nhất luôn á. Trời ơi, đứng toàn thấy đầu người ta không hà. Cảm ơn Đạt. Hay là còn thấy đầu sao mà hết. À bà yếu đuối, ai là đại kêu kêu bài không vậy? Bài đó hồi nãy tôi hát được đó. Ai biểu yêu cầu muộn hết giờ rồi. Bài này mới deep. Lùng quá Toàn Thấy Lưng. Không, cũng được thấy đâu mà. Không tới nổi mà Toàn Thấy Lưng đâu. Nghe là muốn đi Đà Lạt hả? Ừ, tôi cũng vậy. Tại đợt nghe bài này là đầu tiên là lúc đang ở Đà Lạt. Những xa xôi ngày ấy, kỷ niệm đi quá. Nơi đây. Ghê, tập guitar, các thứ. Ghê. Rồi mai tình giấc liệu em. Hồi lúc đầu nghe bài này cũng trong thích. Tiềm thức còn bất khóc vì những ngày anh mới cấp học rồi cô chưa giờ về mà dám về chứ vì đã có lúc trái tim anh từng yêu đuối gãy là sao cho phép gãy là sao không phải quên gãy đàn hả tự xem như mình vẫn gần bên và nếu lúc vẫn còn chú không đi được hả sao vậy anh sẽ đến và trả lời dùm luôn mới ghê chứ để thương nhớ bài này là bài yếu đuối màn đêm không màu. Công quá gậy chú hết show rồi bye bye mọi người cảm ơn mọi người hôm nay đã lên show cho với chú nha tuần sau chú sẽ up lên sau mọi người nhớ theo dõi Facebook để chú sẽ up lên lên đó nha còn ai chưa vào group thì nhớ áp vào group để có gì lúc sẽ thông báo lịch bên trong bên kia. Bye bye, cảm ơn mọi người nhiều, bye bye. Đâu có đổi show.